Thưa quý vị, phải bảo vệ bằng được các chợ để phục vụ người dân mua sắm Tết, không ngăn sông cấm chợ, không hạn chế đi lại, phòng chống dịch phải linh hoạt, hiệu quả chứ không được cứng nhắc bằng các biện pháp hành chính. Đó là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn cao điểm mua sắm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần của người dân. Quan điểm này được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn một lần nữa khẳng định khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ Non Nước, chợ Cẩm Lệ và chợ Cồn, ba chợ có xuất hiện nhiều F0. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu khi xuất hiện ca nhiễm, các chợ không đóng cửa mà chỉ tổ chức cách ly khoanh vùng hẹp. Trường hợp có số ca mắc tăng cao, buộc phải đóng cửa chợ thì phải nghiên cứu đề xuất phương án bố trí địa điểm tạm thời thay thế nhằm đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Mình phải cố gắng đảm bảo việc duy trì, cố gắng khoanh vùng hẹp nhất có thể. Những cái ví dụ như các quầy hàng, quầy nào bị là mình chỉ cho xét nghiệm những cái hộ tiểu thương vùng lân cận đó, đúng không? Lân cận khu vực đó. Chứ còn những cái tiểu thương mà âm tính thì vẫn tiếp tục họ buôn bán bình thường nhé. Những cái hộ mà nghỉ ấy, là mình phải cố gắng hỗ trợ kết nối họ tiêu thụ hàng họ, bởi vì họ phải và họ ngừng hoạt động á. Đấy. Cho nên cái quan điểm là Sở Công Thương với lại công ty quản lý chợ phải linh động cái chỗ này. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết dù tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng quan điểm của ngành công thương là phải đảm bảo tối đa công tác phòng chống dịch, tổ chức vận động bà con tiểu thương xét nghiệm 3 ngày một lần để phát hiện sớm F0, khoanh vùng hẹp, cách ly F1. Những người âm tính với SARS-CoV-2 sẽ vẫn được bán hàng bình thường. Hiện nguồn dự trữ hàng hóa Tết tại Đà Nẵng ước khoảng gần 2.000 tỷ đồng. Hiện đang là cao điểm mua sắm Tết của người dân, Sở cũng đã chủ động các phương án luân chuyển hàng hóa, cung cầu luôn được đảm bảo. Cho đến nay thì tổng giá trị hàng hóa để dự trữ để cung ứng cho thị trường trong dịp Tết là khoảng 1.900 tỷ đồng. Đối với các tiểu thương tại chợ thì khoảng họ dự trữ được khoảng 500 tỷ đồng. Các hộ kinh doanh buôn bán ở bên ngoài thì khoảng 500 tỷ đồng. Ngoài ra thì Sở Công Thương cũng tổ chức thực hiện các điểm bán hàng bình ổn cho người dân trải dài trên địa bàn các quận huyện để đảm bảo cho những người có thu nhập thấp được tiếp cận mua hàng với mức giá thấp, mức giá ổn định. Sở Công Thương cũng đã tổ chức đưa hàng về các vùng sâu, vùng xa của huyện Hòa Vang như xã Hòa Phú, xã Hòa Bắc để cho bán hàng hàng Tết cho bà con, để bà con được mua hàng với giá cả phải chăng và được tiếp cận với hàng hóa một cách dễ dàng hơn. Dù trong điều kiện dịch bệnh phức tạp nhưng việc chuẩn bị hàng hóa cho thị trường Tết được các nhà bán lẻ chuẩn bị từ sớm, tập trung đảm bảo nguồn cung cho các mặt hàng thiết yếu như rau, củ quả, thịt cá, hàng thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và một số hàng phi thực phẩm như đồ gia dụng nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết, tránh tình trạng hàng hóa khan hiếm và giá cả leo thang vào thời điểm cận Tết. Các siêu thị đều khuyến khích người dân đặt hàng trực tuyến qua 3 kênh, website MM Click and Get, kênh Zalo và số hotline của đơn vị. Sau có mấy ngày vừa qua mình thấy cái tình hình như vậy thì cái lượng đó thì buổi sáng người ta cũng lại tăng lại cái vấn đề là mua hàng qua online. Mà tôi nghĩ rằng cái chuyện mà mua hàng online sẽ là cái mục tiêu lớn sau này của khách hàng, ngay cả Tết người ta cũng là chuyển qua cửa hàng online để hạn chế tiếp xúc với đông người trong những đợt cao điểm Tết. Cục Quản lý Thị trường cũng cho biết đang đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát để bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh kiểm tra trong lĩnh vực thương mại điện tử, các website, mạng xã hội như Zalo, Facebook và các sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm bình ổn thị trường.